Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt vào thời điểm trưa ngày 1 tháng 7, lượng khách đến Hạ Long vẫn rất lớn. Tại khu vực bán vé của cảng tàu quốc tế Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, có những thời điểm khách không có chỗ đứng mua vé. Tuy nhiên, theo đại diện cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, lượng khách tham quan vịnh Hạ Long qua cảng tính trong buổi sáng hôm nay 1 tháng 7 đã giảm một nửa so với các ngày khác. 100 tàu xuất bến tương đương khoảng 3.000 đến 4.000 khách. Về nguyên nhân, theo vị này đánh giá cũng có thể do thời tiết, cũng có thể hôm nay là ngày đầu tiên sau khi hết thời hạn giảm 50% giá vé theo chính sách kích cầu du lịch của tỉnh. Tại cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, một trong hai điểm xuất bến tham quan vịnh Hạ Long, lượng khách cũng được ghi nhận là khá đông, phần lớn là khách nội địa, lác đác khách quốc tế chờ mua vé. Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Vũ Mạnh Long, giám đốc cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh cho biết, hiện tại tất cả các cảng, bến thủy nội địa vẫn hoạt động bình thường. Đơn vị này vẫn đang theo sát và thông báo với tất cả các phương tiện, cảng bến phụ thuộc vào bản tin dự báo thời tiết. Khi nào có mức độ ảnh hưởng thì sẽ có báo cáo Ban Phòng chống thiên tai của tỉnh để đưa ra quyết định chính thức. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 1 tháng 7, vị trí tâm bão số 1 Chaba ở vào khoảng 19 độ Vĩ Bắc, 113,3 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam, Trung Quốc khoảng 310 km về phía Đông Nam, cách Quảng Ninh khoảng 640 km về phía Đông Nam. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km. Đến 13 giờ ngày 3 tháng 7, vị trí tâm bão ở khoảng 23 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cách Quảng Ninh khoảng 200 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 đến 48 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, là phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông. Khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ, từ ngày mai ngày 2 tháng 7, gió mạnh dần lên cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Khu vực ven biển từ các tỉnh Quảng Ninh đến Ninh Bình có khả năng sóng lớn kết hợp chiều cường, ảnh hưởng đến hệ thống đê biển và gây ngập úng ở các vùng trũng thấp. Quảng Ninh là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng của bão số 1, lại vào thời điểm cuối tuần, nên du lịch Hạ Long đang đứng trước nguy cơ thất thu trong vài ngày tới.